Rồi chào anh chị. Hôm trước là mình làm mô hình cái mặt bằng cáp như thế này rồi. Thì mình ôn lại ha về việc sơ bộ số cáp. Thì trong trường hợp này mình có nhiều cách để sơ bộ ha. Thì cách thứ nhất là mình có thể là mình lấy giáo trình ra ha, mình coi cái cách sơ bộ cáp. Thì sơ bộ một là mình sơ bộ là trọng lượng bằng thanh ha. Ví dụ nhịp mình là 9 m, bề rộng 9 m, chiều dài 200 này. Diện tích cáp 98.7. A của mình là khoảng cách, là mình sẽ lấy là chiều dài sàn. Ở đây trừ 45 45. Tức là cái từ cái điểm cao nhất với điểm thấp nhất là 110 ha, ra được trọng lượng bằng thanh của ta là lấy 25 nhân cho chiều dài sàn. Nếu mình cân bằng thì tại trọng cân bằng của mình từ là 0,6 đến 0,8, mà tùy theo chung cư hay là văn phòng ha. Thì nếu mà cân bằng 0,8 này thì mình ra được cái số sợi cáp là 28, và mình lấy B chia A là 1,8. Thì trong trường hợp là 28 sợi là ok, tại trong sàn á, thì chủ yếu là cái A này rất nhỏ, do đó mình cân bằng chủ yếu B chia A này. Ha. Thì đây là cái ví dụ này là cân bằng cả hai. Ví dụ mình cân bằng 0,6 thì 21 sợi 1,4, thì cái BA này cho sàn là khoảng là 1,4 cho đến 1,6 hả. Tôi cân bằng 0,8 là ra được 28 sợi. Được 28 sợi thì trong trường hợp này là do là mình chống lúc này mình phải phân phối lên mặt bằng ha. Thì cách bố trí cáp lên mặt bằng này tôi ôn lại một tí. Thì đa số là mình để khả năng chịu lực nó tốt á, thì mình phân phối là khoảng là 70%, 65 đến 70% là dạng cột, tức là trên này. Còn dựa này mình sẽ phân phối nó chỉ 35% thôi. Thì trong trường hợp này á, khi phân phối thì chúng ta chú ý là bố trí làm sao á, để cái chiều dài neo và số đầu neo là ít nhất để nó tiết kiệm. Còn cái số sợi trong này mình có thể thay đổi ha. Và trong trường hợp này nếu mà phân phối thì thứ nhất là khi bố trí cho mặt bằng này, khoảng cách từ cái mép cột ra đây tối thiểu là 150, tại vì cái đầu neo sóng mình 300, và khoảng cách giữa hai đơn cáp tối thiểu là 300. Khoảng cách maximum đây anh chị có thể coi trong cái giáo trình ha. Không được vượt 8 lần hắc sàn, thì do đó trong trường hợp này mình sẽ bố trí cái này là 16. Này từ đây mà 16 là thứ 8 là hắc sàn, và khoảng cách minimum là 300. Đây. Thì giờ ví dụ như ra được là 24 28 sợi thì tôi sẽ phân phối 70%. Tức là 28 sợi tôi phân phối khoảng 65 đến 70%. 65 là khoảng là 18 sợi. Nếu 18 sợi thì ở đây tôi có 4 bó cáp trên dải cột này. Thì cái này tôi sẽ bố trí là 4 sợi cấp 5. Đó, tôi sẽ bố trí 4 sợi cấp 5 hoặc là 4 sợi cấp 4. 4 sợi cấp 4 thì nó mới 16 sợi thôi. Không, chú ý ở đây mình canh bằng 0,8, nếu thực ra mình canh bằng 0,16 thì cũng vẫn ok, thì cái này là canh 13 sợi thôi. Cho đó ở đây là tôi sẽ ban đầu tôi sẽ để cái này là ví dụ tôi canh bằng là 1/3 đi ha. Nếu trong này không đạt thì sẽ tăng tăng số sợi cáp lên. Giờ ở đây là có thể là trên này là 16 sợi hoặc là 20 sợi. Thì ở đây tôi sẽ bố trí là 16 sợi. Thì muốn khai báo số sợi cáp thì ta vô là tandem property. Khai báo bonded là cái chính và 4 sợi. Đó. Tương tự cho cái này tôi để 4 sợi. 4 sợi. Đối xứng ha. Bốn. Rồi, dải với nhịp thì mình sẽ lấy là khoảng là còn lại 35 là 7 sợi, rồi chọn 7 sợi, mà ở đây tôi có 4 bó cáp. Cái 3 bó cáp thì bố trí cáp sợi 2 đi ha. Ở đây là 3 bó 4 bó này. Dạng này là 3 bó này. Giờ tôi sẽ bố trí là cấp 2. Bố trí cấp 2 hoặc cấp 3. Đây, 2. Nếu không đủ, sau này không đủ mình tăng lên cấp 3 ha. Ok. Đó là vừa rồi là mình mới khai báo là mình vạch cái mặt bằng cáp này, bố trí cáp như thế nào ha. Thì trên lớp là dạng rồi. Thứ hai là mình sẽ điều chỉnh sơ bộ số cáp và điều chỉnh số sợi cáp. Về cái sợi cáp này là diện tích bao nhiêu thì mình khai báo đây. Define tenon property về tenon một này. Một file mình có thể sửa tên là D. Ví dụ mình sử dụng cáp 12 ly 7 hoặc là 15 ly 2. 12 ly 7 thì diện tích là 98 ly 7 đó, mình khai báo diện tích của một sợi cáp, còn ở trong này là mình khai báo số sợi cáp ha. Tiếp theo là mình sẽ khai báo
cái hình dạng của cáp thì mình click chuột phải vô đây. Đây là hình dạng của sợi cáp đây. Thì việc khai báo hình dạng này tôi cũng dạy rồi. Nên mình ôn lại thôi. Thì khoảng cách từ đây ra đây này mình khai báo là 0,1 l. Giờ 0,1 là 1 thì ra 9 m này, nó ra là 0,9. Còn cái này là 4,5 m, đây nhìn vào đây, C 4,5 m. Thì cao độ này, cao độ ZR là 100. Cao độ thấp nhất ở đây ZC là 55. Vậy cái cao từ cái điểm 0,0 này xuống là 100. Thì lúc này nó mới đầu neo nó mới nằm trong này được, tại vì kích thước bề rộng của đầu neo. Trong trường hợp đây moment đây mà không có moment thì mình đặt ở giữa trọng tâm sàn. Còn nếu có moment thì mình đưa lên. À, lấy khoảng cách này tối thiểu 100. Thì đây sàn 200 này đang lấy 100. Mà ZL 100. Và phía này nhịp bên này. Nhịp này là ZR là 100 là ok ha. Còn cái cao độ thấp nhất này mình đang lấy là 55. Cao độ thấp nhất 55, cao độ dựa này 40. Vậy cao độ thấp nhất á, mình lấy dựa vào cái gì? Thì trong trường hợp này mình phải dựa vào cái lớp bê tông bảo vệ. Ví dụ chống cháy 1,5 giờ này. Thì mình lấy là 25, lớp bê tông bảo vệ 25. 25 mà mình cộng cho phi thép. Trong sàn thì thường thường mình chọn phi 10 đến phi 16 cho sàn dưỡng lực ha, nó khoảng đó thôi. Tại vì nó không nhiều hơn được ha. Mà đó kinh nghiệm của tôi thì lấy 16, 25 cộng phi 16 là 31. 31 mà ống gen này của mình là 20. 19, 19 chia 2 là 9,5 cho 10 đi. 10 cộng 31 là 41. Không, vậy là cái khoảng cách tối thiểu của mình á, cái trong trường hợp mình sơ bộ là lớp bảo vệ là 25 này, cộng phi thép này là 16, cộng cái ống gen này là 20 chia 2 là 10, thì tối thiểu của mình là 51. Thì ở đây mình lấy là 50. Nếu lấy 50 là phi này mình chọn 16 là mình không đạt. À, dưới phi 16 thì đạt, 14 thì đạt. Trong trường hợp này mình lấy cho chắc luôn là lấy 55. Đó, thì cao độ này đang là 55 là vậy. Cái này cũng là 55 ha. Còn cao độ cao nhất ở đây thì cái này 55, thì cái này là lấy 200. Ha. 55. Là 145. Tuy nhiên là trong trường hợp sợi cáp thì mình đặt cái sợi này nằm dưới. Và sợi ở vuông góc này. Sợi vuông góc mình sẽ đặt nằm trên ha. Sợi vuông góc nằm trên thì khi mình nâng lên á thì cái sợi trên này nè. À, nó phải thấp hơn. Tại vì cái sợi nằm trên này nâng lên thì cái chiều này là 4, nó là 145. Thì cái sợi dưới là mình phải tính khác đi. Sợi dưới là mình sẽ lấy là này, mình sẽ lấy là 25. Cộng phi thép 16, cộng cho cái ống gen này là cộng 19, cộng tiếp cái ống gen này 1 chia 2, cộng 19 chia 2 là cộng 9,5, thì nó ra là 69,5, là lấy tròn 70. Vậy thì cái này mình phải là 200 mà trừ 70, 0,3. ISG này 1,3 thì do mình để là 125 này, nó maximum của nó là nó để 125. Thì mình để 130 thì nó mới nhảy cho mình ha. Nó sẽ tự động sửa. Để limit 130. Thì cái này mình bỏ, mình đánh 130 là đúng rồi được. Đó. Thì mình mới sửa hết cái cao độ cáp này nè. Ok. Sau đó mình muốn cái cao độ cáp này nó giống cao độ cáp này, nó lấy giống cao độ cáp này, thì mình vô edit. Copy cái cao độ. Sau đó mình chọn mấy con cáp theo phương ngang này. Còn mình edit và mình bắt. Đây là cao độ cáp, nó sẽ tự động lấy cao độ cáp kia nó bắt mà. Đây. Rồi tiếp theo là mình sẽ sửa cái cao độ cáp theo phương ngược lại. Này, mình chọn một sợi cáp bất kỳ. Thì đây mình sẽ có là 55 mà cộng cho ống gen là 20 nữa. Là mình lấy 75. Còn phương này hôm nay là mình là hôm nay mình lấy là 70. Thì cái phương này mình sẽ lấy 100, 200 mà trừ cho 55 là 145. Đó. Thì mình sửa đây là 145. Và đây là 75. Đó. Ok. Khi mình sửa một sợi cáp như thế này rồi á, phải nhớ sợi nào mình sửa ha. Đây thì mình sẽ copy cái sợi cáp này,
copy profile, sau đó chọn những sự cáp còn lại và bác đó. Thì cái việc này làm phần mềm rất đơn giản, do đó khi mình làm á thì mình không cần phải cố gắng làm cho đúng, khi nào mình muốn chỉnh sửa thì mình làm một sợi thôi và bác cho những sự còn lại đó. Vừa rồi mình khai báo là số sợi cáp này, rồi khai báo về cao độ cáp, tiếp theo là mình sẽ khai báo về tổn hao. Tổn hao ở đây có thể là mình select toàn bộ, khai báo chung. Chọn tenant ha. Sau đó mình vô assign này. Tenant loose. Khai báo tổn hao. Từ đây mình có hai cách khai báo, một là mình tính, hai là khai phần trăm. Ba là mình sẽ tính ha, thì cái số này bữa trước là nói rồi. Giờ có hai hệ thống mà khi tính toán mình sẽ tính theo. Thứ nhất là mình sẽ tính, một là mình tính theo with L, hai là tính theo with snitch. Thì cái này mình cũng học rồi. Thì ở đây mình with snitch thì khai báo 150, còn with L thì khai báo là 18. Thì ở đây mình theo with snitch đi. Nếu with snitch thì mình sẽ khai báo đây, số này 0.2, 0.048. Đồ thủ 6. Không. Cái này thì mình khai báo. Cái này nó không quan tâm từng phần là bao nhiêu, nó chỉ quan tâm đến phần dài hạn thôi. Thế đó đây mình nhập luôn 150. Đó là cách theo Vinix. Ok. Đó là vừa mới khai báo xong tổng ha. Tiếp theo là mình khai báo cái đầu neo này này. Là đầu neo nào, đầu neo sống, đầu neo nào, đầu neo chết. Không. Thì mình nhìn vô đây thì mình không biết được đầu neo sống, đầu neo chết hết. Thì muốn mà để cho cái này á thì có thể mình chú ý như vậy. Tôi sẽ xóa bớt những cái combo này đi. Ok. Delete hết đây ha. Tôi add default. Đây là cách tạo combo tự động. Đó, tự động chắc chắn sẽ đúng ha. Rồi giờ tôi chạy đi. Tôi chỉ cho anh chị là làm sao để biết được cái đầu neo nào đầu neo sống, đầu neo nào đầu neo chết. Rồi sau khi mình chạy xong thì mình chạy đi theo link nè ha. Chạy đi theo link. Đây mình vô cái tenant layout này. Đó. Thì mình sẽ thấy được cái này là đầu neo chết. Còn cái chỗ mũi tên là đầu neo sống. Do đó khi mình vẽ thì vẽ từ trái qua phải thì mặc định cái điểm Y là đầu neo chết và điểm T là đầu neo sống. Đó. Y là đầu neo chết, T là đầu neo sống. Nếu mình biết là đầu neo sống là tổn hao, mất tổn hao là ít nhất. Còn tổn hao nhiều nhất. Do đó nếu mình để như vậy thì cái thép bên này nè nó sẽ nhiều, còn thép bên này là ít. Do đó giờ mình phải đạo đồ lại, đạo solar lại ha. Thì có thể là sau mình chạy detail xong á thì mình chụp hình cái này lại. Đó. Hoặc xuất cái bảng vẽ ra thì mình sẽ biết cái đầu neo nào nó sống, đầu nó chết để mình đổi ha. Mở khóa ra mình đổi đầu. Thì cái việc này nó dễ quá, đơn giản là ví dụ bây giờ mình chọn từng sợi này. Hồi này là đầu ri, là đầu nó sống, giờ mình chọn từng cái đầu này mình đổi thành đầu. Đó, solar vậy đó. Cứ chọn solar. Đây. Sau giờ mình ở size này loss đây, lực kéo cáp này kéo 80% ha. Đây đầu ri, mặt tiền nó đầu ri là lúc đầu giờ mình muốn hai đầu lít cho đây, nên đầu y giờ mình chuyển là đầu y thì nó sẽ tự đảo trở lại. Và tương tự bên này vậy, chọn solar sai. Đó, mình để đầu y. Thì tự động nó độ lại, mình chạy chắc chắn là sẽ đạo lại ha. Rồi, giờ mình sẽ chạy làm kiểm tra bài toán thiết kế. Rồi, sau khi mình chạy xong rồi thì mình sẽ chắc độ võng, kiểm tra chọc thủng.
À, ví dụ mình kiểm tra độc thủng. Ok ha, mấy cái này đạt hôm nay phải gia cường lên thép. Rồi kiểm tra đầu võng tương tự như sàn thường ha. Rồi sau đó mình chất ứng suất này. Sau select design này ha. Thì đây đầu tiên mình chất ứng suất. Đây, chamfer. Cái đoạn chamfer. Đây là ứng suất kéo. Thì hầu như ứng suất kéo mình đạt ha. Ứng suất nén. Đây, đạt. Cái đường màu xanh này là cái đường gia hạn của mình, còn cái đường màu đỏ này là cái ứng suất của màu xanh là maximum cho phép này. Còn cái màu đỏ mình nằm. Tiếp theo là chất normal. Ứng suất nén. Ha, đạt. Ứng suất kéo. Đạt. Trong trường hợp nếu nó không đạt, ví dụ cái chỗ này nó cao hơn này thì nó bắt fail. Ứng suất kéo đang fail này. Thì cái chỗ này một là gia cường thất thường, hai là mình phải thêm cát, bổ sung cát thêm vào đây. Thì ở trong trường hợp này tính thất thường gia cường. Thì phần mềm của tự tính luôn ha. Nó long tâm tương tự. Rồi. Giờ muốn tính thất thường thì ra đây. Em đó. Đó. Sau diện tích thì nó hiện diện tích khác cho mình luôn. Và mình sẽ bố trí. Envelope là nó bao gồm hai cái luôn ha. Còn chỉ cường độ chịu kéo thôi là đây. Còn ví dụ như thép gia cường tại cái vị trí là chamfer normal long tâm mà mình không đạt thì mình lấy envelope luôn là ba cả ba luôn. Đó. Còn nếu mình lấy cái led này là dâu led thôi. Không. Thì cái việc này rất đơn giản, phần mềm tính toán hết rồi. Và từ dựa vào thép này mình bố trí thép gia cường thôi. Nếu không muốn thép như này thì gia cường thêm cáp. Thì thép này nó không còn nữa. Đó. Thì tạm thời là tới đây thôi, và bữa sau mình sẽ học tiếp.